Xin chào cô chú và các anh chị, kính chúc cô chú và các anh chị có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại là Minh Toàn đang còn lưu thông ở trên khu vực sầm uất của Quảng Ninh, và cụ thể ở đường này là đường Hạ Long. Như cô chú anh chị thấy, bây giờ là bắt đầu là ánh đèn bắt đầu lên rồi, và khu phố cổ mà chúng ta đang lưu thông đây là một trong những khu mà gọi là sầm uất nhất nhì của Hạ Long, Quảng Ninh. Đặc biệt là về buổi tối thì khu vực này thu hút rất là nhiều du khách về đây để có thể là uống nước, nghỉ ngơi, giải trí ở khu vực này. Mến thưa cô chú và anh chị, thì cái khu này gọi là khu phố cổ bởi vì là những cái nhà hàng, những cái quán mở ra với một cái được làm với một cái bằng một cái cổ kính kiểu mà kiến trúc cổ, thì có khả năng như thế là người ta sẽ gọi đây là cái khu phố cổ của Hạ Long. Đó, khu này rất là đẹp luôn. Và đây là những cái xe mà đưa khách du lịch trong và ngoài nước khi mà chúng ta về với Hạ Long để tham quan vịnh Hạ Long. Về mùa này thì du khách về với Hạ Long thì rất là ít, bởi vì là vào cái mùa này không phải là mùa du lịch. Đây là một cái lượng khách khá là ít ỏi khi mà về với Hạ Long, và sau khi ăn uống ở những nhà hàng như thế này, du khách lên xe và về nghỉ ngơi trên nơi khác của Hạ Long. Ít du khách cũng khi mà về đến Hạ Long nghỉ ngơi tại đây. Và trục đường này là trục đường Hạ Long này sẽ dẫn chúng ta đi đến cầu Bãi Cháy và đi sang bên phía Hòn Gai. Đấy là cái trục đường Hạ Long. Và khu vực này bây giờ đã lên đèn. Lên đèn rất là đẹp. Đó, phố cổ. Phải nói là khu vực này là buổi tối cực kỳ đẹp. Đẹp ở đây là bởi những cái ánh đèn được chiếu lên, được thắp lên, những ánh đèn màu rất là đẹp. Và đi ở đây thì chúng ta chẳng khác gì là như kiểu mà chúng ta đi ở phố đi bộ Hồ Gươm hay là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nếu mà ở mùa hè thì các bạn và anh chị sẽ nhìn thấy được cái cảnh đông đúc hơn. Nhưng về buổi chiều tối và những ngày bình thường, đặc biệt là không phải mùa du lịch như này, thì lượng khách về đây không có nhiều. Và chúng ta đang rải bước ở trước cái khu phố cổ. Khu phố cổ này thì nó gồm có hai cái con đường, một con đường này và một con đường phía sau của những cái cửa hàng này, cũng có một con đường khá là rộng bằng một nửa của cái đường chúng ta đang đi. Thì hai bên là hai nhà hàng nhìn vào một cái con đường. Đấy là cái mặt tiền của đường. Với phố cổ thì sẽ có những cái quán ăn, những cái nơi bán đồ khô, hay là còn bán các cái để chúng ta mua làm quà, quà kỷ niệm khi mà về với Hạ Long. Các đồ khô, các cái quà lưu niệm, ví dụ như là quán như thế này là đang bán quà lưu niệm. Bên cạnh cái khu phố cổ này thì có các cái khách sạn để cho quý cô chú và anh chị nghỉ ngơi, ví dụ như là khách sạn Công Đoàn này, Plaza này, Sài Gòn Hạ Long, rất là nhiều khách sạn để mà có thể nói để cô chú anh chị nghỉ ngơi. Nhưng một điều đặc biệt với các bạn trẻ, đặc biệt là các anh thanh ban thanh niên, thì khi mà chúng ta về với Hạ Long chúng ta nên nghỉ ngơi xa xa khu này một chút, bởi khu này thì giá cả nó hơi mắc.
Đây, một cái khách sạn khi về đêm nó như thế này cô chú. Trong khách sạn này là, đây là cái khách sạn gọi là khách sạn công đoàn. Khách sạn công đoàn. Và trong khách sạn công đoàn thì có cả karaoke, massage, đầy đủ hết, ăn uống. Đấy, chúng ta đang đi ở đây là chúng ta đang đi trước cái nhà hàng hải cảng. Nhìn giống như kiểu mà bên trời Tây vậy. Nơi đây thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước ở nơi đây. Đây, một khách sạn rất là đẹp luôn. Nhà hàng hải cảng rất là đẹp luôn. Các cái món đặc sản của Hạ Long thì cũng được bán ở khu phố cổ này rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quý bà con các bác chúng ta mà về du lịch ở Hạ Long thì chúng ta cũng có thể mua các cái món hải sản ở phố cổ này. Nhưng mà cá nhân mình toàn khuyên là chúng ta không nên mua ở khu phố cổ này. Bởi vì thứ nhất là về giá cả rất là đắt đỏ. Thứ hai nữa là cô chú anh chị mua những cái hải sản chẳng hạn như chả mực thì nó có mấy loại chả mực. Và để cho cô chú lựa chọn một cái chả mực mà để chất lượng ăn ngon mà đúng đặc sản của Hạ Long thì cũng không phải là điều đơn giản. Nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm thì bây giờ nếu mà cô chú có thể là mua những cái chả mực mà chả mực giã tay ở Hạ Long thì nó sẽ là tuyệt vời hơn. Và những cái chả mực mà được bày bán cũng nói là đặc sản Hạ Long nhưng mà thực ra nó cũng không phải là cái đặc sản chính hiệu của Hạ Long. Đây, các cửa hàng rất là đẹp, trời tối rất là đẹp. Không, cảm ơn em, anh đi một mình anh không ăn đâu. Anh em không khác nhá. Con gái xinh gái đang ra mời vào nghỉ chân nghỉ ngơi ăn uống. Đấy, ở và cứ thẳng đường này là chúng ta đi đến cầu Bãi Cháy và đi sang phía Hòn Gai. Ở đây có những bác cô chịu khó đạp xe như thế này để bán các cái đồ, ví dụ như bán một số đồ khô hay là đồ hải sản biển. Đây, các cái khách du lịch ở nơi đây rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ mới là đông, chứ còn nếu mà về ban ngày thì lượng khách ở đây không có nhiều. Và bây giờ chúng ta đang nhìn cái đường này, đường Hạ Long, và đằng trước cái khu vực này thì cũng đang được xây dựng rất là nhiều. Đấy, như cái tòa nhà chúng ta đang xem đây là một trong những cái tòa nhà mà đang xây dựng. Sau này đây là một cái dự án, mới là cái này cái dự án gì nữa. Và đây là một trong những cái nơi mà có thể nói là để cho cô chú anh chị rảo bước về buổi tối hay là nghỉ tối nghỉ ngơi ăn uống, là một trong những cái chơi nơi mà chúng ta nên đến ở Hạ Long, một trong những 10 điểm đến Hạ Long. Video ngày hôm nay mình toàn xin phép dừng tại đây. Cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem video này.
hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ Minh Toàn. Và để xem những video mới thì rất mong cô chú và các anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh và để ủng hộ kênh và theo dõi những video.